Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh thanh của Sơn Đỉnh Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8, cũng là một cái ngày cuối tuần. Thì đang trong chỉ thị 16 của chính phủ, thì giãn cách xã hội với mọi người trong gia đình. Thì Sơn Đỉnh lại dọn kho để bán cho anh em một vài những cái cặp loa cỏ để cho quý vị về phối ghép với các cái thiết bị âm thanh nhà mình. Trong clip này thì sẽ có hai cái cặp loa, một cặp loa dàn của hãng Sony, một cặp loa tay của hãng Jambo và một chiếc âm ly dàn chung cao cấp của hãng Kenwood. Với cái phân khúc thì nó chỉ có hơn 1 triệu với cả dưới 1 triệu một chút thôi. Thì anh em đã có những cái sản phẩm để phối ghép với các bộ âm thanh nhà mình để nghiên cứu như nghe ghép thêm để thay đổi các cái gu âm nhạc. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cho quý vị luôn. Đầu tiên thì sẽ quay về chiếc âm ly Kenwood. Đây là Kenwood SA7. Đấy. Size của nó là size 20. Đấy, nó có mạch PUA, nó cũng giống như kiểu mạch class A ấy. Thì khi bấm vào cái đèn nó lên đèn vàng này thì nó có phần âm sắt nó lọc tốt hơn. Anh em để ý cái phần volume này. Đấy. Khi nhả ra thì nó sẽ là volume bình thường. Và khi bấm cái đèn này lên thì nó sẽ phần volume nó sẽ thay đổi và cái chất âm nó cũng có sự thay đổi luôn. Tuần này thì nó chạy 4 sò than, công suất thì nó chỉ ghi 450W chỉ thôi. Đấy, mặt của nó là mặt phay nhôm hai màu, màu đen và màu trắng. Có đầy đủ các cái tính năng như tăng super bass này. Đấy. Và các cái đường vào, bên cạnh đó thì có cả FM. Thì đây là hàng nội địa nên FM của nó chỉ có 90 thôi, chứ không phải là 108 đâu nhé. Đài đó thì vẫn bắt tốt, 90 thì anh em vẫn nghe được đài Việt Nam. Thì đây thì Xuân thì không lắp anten, nhưng đã test thì đều hoạt động hoàn hảo hết, chạy điện 100V, phối ghép tốt những cái dòng loa nhỏ nhỏ để anh em nghe ở phòng ngủ hay phòng làm việc gọn gàng xinh xắn thôi. Thì chiếc âm ly Kenwood này thì máy móc còn nguyên zin tuyệt đối, điện 100V, mức giá chỉ có 800.000 đồng. Tầm này thì nó sử dụng hệ mạch khuếch đại cộng với cái phần chỉnh âm sắc bass check, thì dòng này nó tích hợp luôn nhé, trên cái phần volume khuếch đại này, cho nên nó không còn chỉnh bass check nữa. Thì đây cũng là một trong những dòng đời khá là cao của hãng Kenwood và chỉ có super bass thôi. Đấy. Nên rất là tiện dùng mà không sợ phải chỉnh cái nọ chỉnh cái kia gì cả, rất dễ sử dụng. Đây là phần hệ thống dò đài này, bando này, tuning này. Lên xuống này. Còn input là đường vào này, rất là nhiều các cổng vào cho anh em cắm thiết bị bên ngoài. Đấy. Sub, tăng sub này, auto mono này là dành cho FM, chế độ auto là tự động để dò đài. Các tính năng thì khá là đơn giản, còn núm to nhất là núm volume rồi. Mức giá chỉ có 800.000 đồng. Tiếp theo thì Sơn Đình sẽ quay cho anh em là hai cái cặp loa. Vì những cái tại thời điểm này thì nói thật với quý vị là hàng Campuchia thì nó sẽ không về được nữa rồi, vì đang cấm biên hoàn toàn luôn, cho nên tất cả những sản phẩm của anh em từ Bắc vào Nam bây giờ nói về hàng Campuchia thì không có đâu, và chỉ có hàng tồn kho cũng như hàng cũ còn lại thôi. Còn đây là những cái mặt hàng mà Xuân Đình dọn kho để bán cho anh em. Cái cặp loa Sony này nó là dòng Sony 717. Nếu như bác nào đã từng chơi qua về dàn thì các bác biết là cái thương hiệu dàn Sony 717 là một bộ dàn chung 5 thớt. Đấy, mặt của nó là mặt phay nhôm màu trắng. Thì đây Sony thì không có dàn, chỉ có loa không thôi. Loa thì góc cạnh còn khá là đẹp. Dàn này nó có trở kháng là 6 ohm, công suất của nó là 120W một loa. Số series của nó là 7983. Xem chiếc bên này thế nào. Đây, chiếc bên này thì nó có số series là 4207. Đấy, MD717. Thùng góc cạnh của loa thì còn khá là đẹp. Thì đây là dòng loa dàn chung của hãng Sony. Bát của nó là bát 16, gân của nó là gân cao su màng giấy. Thì cái màng giấy này thì đa số nó về nó hay bị ố này. Tại vì thực ra những cặp loa này cái tuổi đời của nó toàn trên 30 năm rồi, chứ nó không phải ít. Thì nó ghi rõ là loa 3 way, bát 16, một chung một tép đôm. Cặp loa này thì tình trạng của nó là nguyên zin tuyệt đối, thậm chí Xuân Đình cũng chưa kịp vệ sinh gì đâu, cứ thế này bán cho anh em thôi. Đây là bán xả, mức giá cho cái cặp loa Sony là 1.500.000 đồng, 1.500.000 đồng quý vị nhé. Nếu như cái bộ dàn này còn đầy đủ thì mức giá nó khá là cao, họ toàn bán là tầm
6 triệu, 6-7 triệu đấy, chứ không phải rẻ đâu. Vì tiếng của những cái dòng loa Sony này cũng khá là tốt, gân cao su rất mềm và màng nó màng giấy, một chung giấy và một tép đôm. Kích thước của thùng loa nó có chiều cao là 42, chiều ngang của nó là 21 và chiều sâu của nó khoảng độ 22, 23 gì đấy. Căng cước còn đầy đủ hết, góc cạnh thì còn tương đối đẹp. Duy nhất chỉ có ở đây, anh em có thể nhìn thấy rõ là do vận chuyển hơi bị chảy một tí thì tí ở trên. Những cái này nó chả ảnh hưởng gì cả đâu. Nếu quý vị cẩn thận hơn nữa thì có thể cho thêm một chút keo con voi vào là được. Còn góc cạnh đằng trước, đằng sau thì còn đẹp, không có bị chảy xước gì nhiều. Loa nguyên bản chưa có mông má tuốt tát hay vệ sinh, nguyên bụi bẩn luôn. Đây là chiếc loa còn lại. Phải bán những này phải bán cho nó vui, cho nó rộng kho thôi, chứ để chuẩn bị đợt tới này có hàng mới về. Chứ những cái này thì nói thật là bán không có lợi nhuận gì cả. Nếu như bác nào đã biết về dàn Sony 717 thì các bác sẽ biết được cái mức giá mà Xuân Đình bán này anh em có đúng như vậy hay không. Loa hoạt động tất cả các chức năng nhé, và không có bị lỗi cái nào, không có bị cháy cái nào cả. Góc cạnh đẹp, chiếc này thì đẹp hơn chiếc kia, cũng không có bị chảy xước gì. Mức giá này chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng. Còn phía bên trên nó là cặp loa tai của hãng Jabo. Loa tai thì nó có nhiệm vụ là hỗ trợ lời đấy, rất là tốt. Một bát, một tép, bát của nó là bát 8 cm, gân của nó là gân cao su, màng giấy rốn rất là dị dạng đặc trưng của những dòng Jambo. Một tép đôm đấy, nó thiết kế là ngược, đây là đúng đúng cách bày của nó nhé. Jambo này, anh em nhìn cái tem là biết này. Loa tai này thì nó rất gọn gàng, nó có chiều cao chỉ 20 thôi, tại vì bát của nó chỉ có 8 cm. Đây số đằng sau, trở kháng là 6 ohm, công suất của nó là mắc được chịu đòn 100W, còn không nó chỉ có 60W thôi. Jumbo loa tay 420 Sura phải là lời đấy. Tem căng cước có rất là đẹp mà nhìn nó rất là xinh đấy, khi đậy cái căng này vào. Nếu như các bác nào mà chơi những cái bộ âm thanh 5.1 để hỗ trợ lời thì những cái loa tay này có hỗ trợ lời rất là tốt. Cặp loa tai này rất là đẹp nhá, xinh xắn gọn gàng đấy, gọi là bé hạt tiêu. Loa lời trợ lời khá là tuyệt vời. Và thường thường nếu như các bác nào mà lắp vào trên những cái bộ karaoke để nói về trợ lời ấy, thì các bác phải lắp thêm tụ, chứ không thể nào đưa thẳng vào âm ly. Các bác đánh thì loa sẽ cháy mất, tại vì nó không thể nào chịu được khi các bác hát to, nên phải có tụ ngắt cản bát, nó chỉ để phần lời thôi, thì anh em lắp vào, lắp thêm vào đằng sau này đấy, thì nó sẽ chỉ còn phần lời không, để làm loa lời. Mà tập Jumbo này thì Xuân Đình cũng bán cho anh em với giá chỉ có 800 nghìn đồng. Loa đẹp tuyệt vời nhé, góc cạnh không có bị chảy xước gì. Và như vậy là những sản phẩm buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 thì Xuân Đình chỉ giới thiệu ngắn gọn cho quý vị như vậy thôi, nó toàn là hàng cỏ. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.